Một người phụ nữ Londonderry quyên tiền cho trẻ mồ côi khắp thế giới và đã nhận bé gái Việt Nam làm con nuôi. Thưa quý vị, 7 năm về trước thì bà Arlene Naples là cư dân thị trấn Londonderry đến Việt Nam trong một chuyến làm việc cho quỹ Hy vọng Britney đặt trụ sở tại Elizabethtown. Chiếc xe bus chở bà dừng lại một cô nhi viện được quỹ tài trợ trước khi đi thêm 10 phút nữa để đến một ngôi trường. Bà băn khoăn về đoạn đường dài 6 dặm từ cô nhi viện đến trường học mà trẻ em phải đi bộ dưới sức nóng là 100 độ F. Trở về nước, bà tổ chức một cuộc xổ số từ thiện để quyên tiền mua xe đạp giúp cho các em nhỏ phương tiện đến trường học. Bà tổ chức xổ số hàng năm vào ngày 19 tháng 5 tại tòa thị chính Londonderry Fire với các giải thưởng gồm có máy pha cà phê, máy làm kem và rất nhiều phiếu tặng của nhà hàng, tiệm bán thực phẩm và cơ sở giải trí. Trong suốt 14 năm, thì bà Naples đã tài trợ cho một thiếu nữ có tên là Thu sinh sống tại cô nhi viện nhà tình thương ở Cam Ranh. Thưa quý vị, bà Naples là một trong hơn 300 nhà tài trợ trẻ em tại Britney Hope. Với bà thì việc tài trợ giống như là có thêm một con nhỏ. Bà Naples cuối cùng thì cũng đã gặp Thu lần đầu tiên trong một chuyến công tác. Thu được phép ở lại một đêm với bà Naples và họ đã dành vài ngày vui chơi với nhau. Trước đó thì bà Naples cũng đã từng gửi thơ, hình ảnh quà tặng đến Thu. Và bà mẹ của bà Naples cũng đã gửi cho con gái một chiếc trâm cài tóc. Bà Naples nói rằng bà muốn giúp cho cô gái nhỏ nhút nhát này thoát khỏi cái vỏ tự cô lập mình và trở thành người có học vấn, có bạn bè và trở thành mẫu thiếu niên điển hình. Thu hiện nay 21 tuổi sẽ tốt nghiệp trường cao đẳng vào mùa thu năm nay và đang học để trở thành một người đầu bếp. Cô gái này tự tin bắt đầu làm người cố vấn ý kiến cho các em khác. Để khích lệ cho Thu thì bà Naples cũng đã đề nghị đưa cô tới Pennsylvania gặp gỡ gia đình bà mẹ nuôi. Hiện nay thì vẫn còn nhiều các em trẻ ở Kenya và Ethiopia đang chờ đợi được tài trợ. Ngoài việc tài trợ 35 Mỹ Kim cho mỗi tháng thì Britney's Hope đang làm việc để xây đắp các mối liên hệ cá nhân giữa nhà tài trợ và các em thiếu nhi.